Xin chào quý vị các bạn. Hiện tại thì Tất Thành đang có mặt ở một cái khu chợ. Và khu chợ này là chợ đêm các bạn ạ. Khu chợ đêm. Và cái khu chợ cũng như là cái vị trí mà Tất Thành đang có mặt ở đây là phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay thì ở gần cái khu chợ này, cách khoảng tầm mấy trăm mét thôi, chúng ta sẽ có một căn nhà 1 trệt 2 tầng lầu. Và cái khu chợ kia là cái điểm cộng đầu tiên đối với công trình nhà ở này. Chưa hết đâu quý vị, điểm cộng thứ hai và là cái điểm cộng giá trị nhất đối với công trình nhà ở này, đó chính là chúng ta sẽ đối diện với là một cái quỹ đất của chung cư. Hiện tại bây giờ thì các bạn thấy là đã được quây tôn và làm khung bao bảo vệ hết rồi các bạn này. Đó thì cái căn nhà của chúng ta sẽ nằm phía hướng là cửa sau của chung cư, còn cửa trước sẽ bám ở trên cái trục đường là trục đường 22 tháng 12. Đây là một căn nhà vừa mới hoàn thiện, pháp lý sổ hồng riêng, sổ tươi, sổ đang nằm ở nhà. Một căn nhà mà có cái vị trí khi mà nhắc đến thì quá là mê luôn quý vị các bạn. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bám trên trục đường là 22 tháng 12. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ gần với là khu công nghiệp V-Ship 1 Việt Nam Singapore. Chúng ta sẽ gần với khu công nghiệp Việt Hương. Ngoài ra chúng ta sẽ gần với là Bệnh viện Quốc tế Colombia, gần với những cái trung tâm mua sắm như là Aeon Bình Dương hay là Lotte Mart Bình Dương. Đó, và đối với căn nhà này á, thì chúng ta sẽ bám trên trục đường 22 tháng 12 và chúng ta sẽ song song với là trục đường quốc lộ 13. Hiện tại bây giờ thì tôi đang trong quá trình là chúng ta di chuyển từ bên ngoài đường lớn để chúng ta di chuyển vào công trình nhà ở ngày hôm nay. Khuôn viên của căn nhà này sẽ là ngang 5, bề dài sẽ là 16m, tổng diện tích là 80m2, đất ở tại đô thị, đất ở lâu dài. Và con đường phía trước căn nhà của chúng ta thì có lòng đường khoảng tầm là 6m. Vỉa hè ở đây thì rất là rộng, khoảng tầm 5m mỗi bên. Đấy, bà con chúng ta có thể thấy là ở đây thì có cả khách sạn, rồi là người ta đang làm kinh doanh may mặc, rất là sầm uất luôn. Và đây là một con đường thông. Đấy, chúng ta có thể là kinh doanh buôn bán được quý vị các bạn nhé. Đây, hướng ngược lại của chúng ta ở đây. Một con đường có lòng đường khoảng tầm 6m. Vỉa hè thì rất là rộng luôn, 5m. Và nhân vật chính vào ngày hôm nay Nhà Đẹp 192 muốn mang đến cho quý vị các bạn, đó chính là công trình nhà ở này với 3 tầng, 1 trệt 2 tầng lầu theo phong cách là hiện đại. Tổng khuôn viên của căn nhà này sẽ là 80m2, bề ngang sẽ là 5m, còn bề sâu vào trong á là 16m nha quý vị các bạn. Bây giờ thì không để cho quý vị các bạn chúng ta phải chờ lâu, mình sẽ cùng vào phía bên trong để tham quan xem là với một căn nhà 3 tầng nằm cái vị trí nó đắc địa như thế này thì liệu rằng bên trong sẽ có gì thú vị. Quý vị các bạn chúng ta đang xem video lần đầu tiên tới với kênh hoặc là đã xem kênh rồi mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh Nhà Đẹp 192 để chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh quý vị các bạn nhé. Đây là vỉa hè của chúng ta này, và công trình nhà ở này thì sẽ có hướng chính, đó là hướng chính Tây, phù hợp đối với là đại gia đình anh chị chúng ta là thuộc mệnh là Tây Tứ Trạch. Đối với căn nhà này chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt ở khu vực bên ngoài 4 cánh. Còn phía bên trong này sẽ là hệ cửa 4 cánh xin pha, kết hợp vào đó là kính cường lực. Và đây sẽ là khu vực phòng khách của căn nhà ngày hôm nay đây quý vị các bạn. Một cái khu vực phòng khách được bố trí đầy đủ trang thiết bị. Ở trên chúng ta sẽ có là trần thạch cao giật cấp này, có quạt này, có đèn luôn, đèn chiếu sáng đầy đủ cả. Ngay cái vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái hệ lam các bạn này. Một cái hệ lam được làm cũng khá là to. Hệ lam này thì để chúng ta ngăn cách giữa khu vực là phòng khách, cầu thang và khuôn viên ở phòng ăn ở bên trong. Ở đây thì tôi thấy là ngay cái chỗ mà bàn thờ ông Địa ở đây thì gia chủ cũng đã làm CNC và đã có sẵn ở đây cho chúng ta rồi. Ngoài ra ở dưới này thì đang còn rất là nhiều ngăn các bạn. Đấy, rất là to nhá. Bên này thì có làm thêm cái là tủ kính này, có chạy led ở bên trong luôn. Và sẽ có sẵn cho các bạn chúng ta một bộ bàn ghế sofa với bọc da. Đấy. Cái bức vách phía sau thì gia chủ sẽ sử dụng vật liệu quen thuộc, đó là bảng nano. Chúng ta sẽ có những cái lam sống vân gỗ, có cả đèn chiếu sáng, đèn hắt ở đây luôn. Và có thể là với góc máy này chúng ta sẽ thấy được một cái góc độ mà nó rộng, cực kỳ rộng các bạn. Đấy, rộng giá man luôn, rất đẹp đúng không ạ? Một căn nhà mà có bề ngang lên đến 5m, bề dài là 16m, 80m2, full thổ cư, đất ở tại đô thị, đất ở lâu dài. Đây thì rèm cửa này kia đã chạy sẵn cho các bạn hết rồi. Và khu vực bên này thì sẽ có những cái phao chỉ này và sử dụng là giấy dán tường bằng lụa. Bên này sẽ là kệ tủ tivi. Anh chủ này anh đã vào sẵn cho các bạn chúng ta một cái kệ treo ở đây rồi. Ngoài ra thì dưới này thì đang còn rất là nhiều ngăn nữa
ngăn tủ nữa cho anh chị chúng ta decor và chúng ta bố trí. Cái bức vách ở đây thì cũng sử dụng với cái vật liệu quen thuộc, đó là bản nano, vân đá và lam sóng vân gỗ. Mình sẽ có những cái decor nhỏ thôi, chi tiết nhỏ thôi, như là những cái chiếc đồng hồ ở đây để tô điểm thêm cho cái khu vực là khuôn viên căn nhà của chúng ta nha các bạn. Đây mình sẽ có một cái bậc tam cấp quý vị các bạn này, để chúng ta là giật một cái cấp để chúng ta ngăn cách giữa phòng khách và khu vực ở bên trong này. Và mình cùng di chuyển vào đây sẽ là khu vực phòng ăn của căn nhà ngày hôm nay. Đối với căn nhà ngày hôm nay sẽ có một cái ưu điểm cực kỳ lớn, ngoài những cái ưu điểm mà tôi đã kể với các bạn vừa rồi ấy, thì căn nhà này sẽ có phòng ngủ dưới luôn. Đấy quý vị các bạn thấy hợp lý không ạ? Cha mẹ già, con nhỏ hoặc là vợ mới sinh mà chúng ta có một cái phòng ngủ dưới thì khá là phù hợp luôn. Phòng ăn ở đây thì ở trên các bạn thấy là có trần thạch cao, có quạt này, tích hợp vào đèn luôn. Đối với phòng ăn này thì mang đến cho các bạn chúng ta một cái bộ bàn ghế ăn. Đấy, một bộ bàn ghế ở đây, 6 chiếc ghế nha các bạn nhé. Ghế da, mặt bàn thì bằng đá này. Bên trong ở đây thì có tủ trên tủ dưới cả rồi. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ đóng bằng thương hiệu gỗ An Cường, có phủ bóng tráng gương luôn. Phía dưới này thì còn rất là nhiều ngăn nữa các bạn này. Và bên trong thì mình cũng ốp luôn các bạn nhé, ốp đá luôn, đá hoa cương, có chạy led luôn này. Và tủ lạnh thì quý vị các bạn chúng ta vui lòng mình bố trí ở bên này, tận dụng luôn các bạn. Đấy, tận dụng dưới chân cầu thang luôn. Chúng ta làm thêm một cái kệ tủ nữa. Kệ tủ này thì hình thức là chúng ta sẽ làm như kiểu một cái kho. Và có thể góc máy này đây quý vị các bạn, chúng ta đang thấy được một góc máy khá rộng và rất là đẹp luôn. Ở đây sẽ có những cái quả đèn thả ở đây này. Đấy, 3 chiếc đèn thả rất là đẹp. Đây thì đi phào chỉ và rất nhiều bản nano rất là lớn luôn. Đó, giấy dán tường bằng lụa thì cũng được dán và decor ở trong cái khu vực căn nhà của chúng ta. Và cái điểm cộng đấy, mà điểm cộng đầu tiên mà tôi nói với các bạn, đó là chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng ngủ ở phía dưới đây. Phòng ngủ này thì nó rớt vào khoảng tầm 10m² thôi các bạn. Nhưng mà chúng ta vừa đủ để bố trí là một cái kệ giường, một cái tủ đồ và có thể kê thêm một cái bàn trang điểm nữa. Đấy, phục vụ cho quý vị các bạn chúng ta trong cái việc là mình có cha mẹ già hoặc là con nhỏ thì khá là phù hợp luôn. Đây thì có cửa sổ nữa này. Và không gian cuối cùng ở đây sẽ có là khu vực giếng trời. Mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở đây, có lavabo, có gương luôn. Gạch thì mình ốp rất là cao nha các bạn. Địa chỉ phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bám trên trục đường là 22 tháng 12 và song song với là đường quốc lộ 13, một trong những tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương chúng ta. Và báo giá luôn cho quý vị các bạn, công trình nhà ở này có mức giá là 4,8 tỷ, pháp lý sổ hồng riêng, sổ tươi, sổ đang nằm ở nhà. Anh chị nào chúng ta có nhu cầu mình tới đây tham quan thực tế thì có thể hẹn mình ở ngay ngã tư Đất Thánh, hoặc là chúng ta có thể tới ngay cái Bệnh viện Quốc tế Colombia, alo cho mình theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chúng ta sẽ vào thực tế ở đây mình tham quan với những cái điểm cộng và những cái điểm nổi trội mà tôi vừa kể cho các bạn, thì liệu rằng với 4,8 tỷ thì có phù hợp hay không? Chúng ta hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và ở đây thì tôi đang đứng ở ngay khu vực cầu thang này. Cầu thang thì làm đúng về phong thủy 21 bậc. Đá kim sa cổ dựng màu trắng và kiến cường lực ở đây thì sẽ là 10 ly. Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng di chuyển lên ở trên lầu 1 để chúng ta tham quan xem ở trên lầu 1 thì phòng ngủ sẽ được bố trí như thế nào. Và quý vị chúng ta xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh để chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà Đẹp 192. Trên kênh của tôi thì đa dạng lắm quý vị. Chúng ta có nhà phố, có biệt thự, có villa, có sân vườn, đầy đủ cả. Trên cái lầu 1 này thì sẽ mang đến cho quý vị các bạn chúng ta hai cái phòng ngủ, và hai phòng ngủ này thì full nội thất. Đây, chúng ta sẽ cùng vào căn phòng ngủ đầu tiên đây các bạn. Phòng ngủ này thì ưu điểm của phòng ngủ này là chúng ta sẽ có cửa để chúng ta hướng ra cái khu vực mặt tiền. Bên này là kệ tivi các bạn này. Cửa đây là cửa nách này. Đấy, cửa chính để chúng ta đi ra bên ngoài. Cửa sổ và rèm thì đã chạy hết rồi. Ngoài ra thì nội thất cơ bản, chúng ta có kệ giường bên này. Kệ giường này thì khoảng tầm 2m. Và tủ đồ ở đây thì đóng kịch sàn luôn cho chúng ta, đóng 2 tầng. Và ở đây thì mình cũng sẽ đóng là bằng gỗ An Cường các bạn nhé. Đấy, gỗ An Cường. Và căn phòng này sẽ có một cái phòng tắm rất rộng. Đây các bạn, phòng tắm này thì với đầy đủ trang thiết bị, nhưng mà ưu ái hơn là chúng ta sẽ có một cái quả bồn tắm nằm ở đây. Bên này bồn cầu, vòi tắm, gạch thì ốp cao rồi. Đấy, hướng chính đây là hướng chính của căn nhà này. Lavabo và gương ta sẽ bố trí ở đây. Đó, phường Thuận Giao các bạn. Anh chị nào chúng ta đang làm khu vực Sài Gòn mà mua căn nhà này thì cũng khá là thuận tiện trong cái việc là chúng ta di chuyển. Tại vì từ vị trí căn nhà này mình di chuyển ra trục đường quốc lộ 13 để chúng ta di chuyển về Sài Gòn á, thì chỉ đúng là 2 phút đi xe máy thôi quý vị các bạn nhé. Chưa đến 1 cây số đâu. Đấy,
rất tiện. Căn phòng thứ hai này thì có cái ưu điểm là mình sẽ có cái khu vực sân sau ở đây các bạn này, nó giống như cái sân thượng phía sau, đã được gia chủ chúng ta rào kiên cố và lợp tôn ở trên rồi. Đây chúng ta có thể phơi đồ, kê máy giặt, đường ống sở điều hòa thì ở đây. Khu dân cư của chúng ta thì bên này đang còn rất là rộng luôn. Và căn phòng này thì vẫn sẽ có là nhà vệ sinh khép kín ở đây các bạn này. Đấy, với đầy đủ trang thiết bị ở trong này rồi. Ngoài ra thì sẽ có là giường, có tủ, đầy đủ hết giường bên này các bạn này. Và tủ đồ thì cũng đóng ở bên này đây. Đó, đường ống sở điều hòa tất cả mọi thứ thì đầy đủ cả. Với cái tông màu trắng là chủ đạo đối với tổng thể căn nhà của chúng ta. Cửa phòng ở đây sẽ là cửa nhựa composite các bạn nhé. Chống cong vênh, chống mối mọt và đặc biệt là chống cháy rất là tốt luôn. Bây giờ thì không để quý vị các bạn chúng ta phải chờ lâu nữa mà sẽ cùng với Tất Thành mình di chuyển lên khu vực ở trên lầu 2. Liệu rằng ở trên lầu 2 thì mọi thứ sẽ được decor và thiết kế như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi cái giây cuối cùng nha quý vị các bạn. Một căn nhà nằm vị trí vàng, ngay kế bên với là chung cư, kế bên với là khu công nghiệp. Đấy, rất là nhiều khu công nghiệp ở đây quý vị các bạn ạ. Đây là lầu 2 rồi. Chúng ta sẽ vào căn phòng ngủ thứ 3 đây. Phòng ngủ thứ 3 là phòng ngủ thứ 4 rồi quý vị ạ. 1, 2, 3, đây là phòng ngủ thứ 4 rồi. Đấy, phòng ngủ này thì mình sẽ có là cửa sổ này. Đấy, mọi thứ thì căn này thì chưa có vào nội thất. Phòng này chưa vào nội thất các bạn nhé. Mai mốt về chúng ta sẽ vào thêm. Và di chuyển ra đây sẽ có là một cái nhà vệ sinh được bố trí ở đây. Có labo, có gương này. Đó. Và nhà mình thì thông thoáng tại vì được bố trí một cái khu vực giếng trời nằm ở ngay dưới nhà đây luôn các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Và chưa hết đâu. Nhà mình sẽ đổ 3 tấm nên là bắt buộc phải có cầu thang. Cầu thang thì làm theo kiểu là vòng xoắn như thế này để chúng ta lên cái sân thượng. Ở trên sẽ có sân thượng nữa các bạn nhé. Đổ 3 tấm có sân thượng trước sau. Ông bà nào mà đam mê trồng rau trồng dưa chúng ta sẽ lên đấy. Và khu vực cuối cùng đó chính là phòng thờ gia tiên ở đây. Cửa ngõ này kia đây rất là nhiều các bạn. Đấy, rất là thông thoáng luôn. Đây thì nếu như bạn nào chúng ta chưa phải thờ thì có thể làm thêm một cái phòng ngủ vị trí như vậy, nhà chúng ta sẽ là 5 cái phòng ngủ các bạn. Rồi, tôi vừa cùng với các bạn mới tham quan xong một căn nhà có vị trí vàng nằm ngay tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này thì có tổng khuôn viên là 80m², với bề ngang sẽ là 5m, bề dài là 16m, tổng là 80m² các bạn nhé. Đất ở tại đô thị, đất ở lâu dài, xây dựng với 1 trệt 2 tầng lầu. Bố trí công năng lên đến là 4 cái phòng ngủ, 1 phòng thờ và 4 cái nhà vệ sinh. Mức giá bán là 4,8 tỷ, phát lý sổ hồng riêng, sổ tươi, sổ nằm ở nhà. Và điều đặc biệt là gần với là một cái quỹ đất chung cư, gần với chợ đêm luôn. Anh chị chúng ta vừa tham quan xong, nếu thấy hay và thú vị thì nhớ đăng ký kênh. Còn anh chị nào chúng ta cần thì cứ alo cho mình theo cái số điện thoại đang chạy trên màn hình. Mình sẽ đón quý vị các bạn chúng ta tới tham quan trực tiếp luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin chào.